nó nhiều câu chuyện anh chị. Rồi xong những cái đứa mà bọn phản động như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó cũng phản bội tổ quốc, phản bội quê hương, bưng bợ đất Mỹ, bưng bợ đất Mỹ rồi đi qua bờ, nó đầu gọi là tị nạn chính trị đó, đi qua tới nước Mỹ rồi á. Rồi xong cái bọn ba que sọ láng á, cái con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đang nói xấu đất nước, mà trong khi đất nước Việt Nam nuôi nó lớn lên á, nuôi nó thành người lớn lên và nuôi nó cho nó ăn học thành người bằng này bằng nọ, ở trong nước làm bằng này bằng nọ bằng kia với người ta, làm ngồi văn phòng tháng lương 9-10 triệu, ngồi văn phòng máy lạnh. Bây giờ sao, tưởng đâu là nước Mỹ là thiên đường con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đấy. Bọn phản động này nè, bọn phản động, một số bọn phản động trong nước nè, tưởng đâu nước Mỹ là thiên đường, tưởng đâu nước Mỹ thiên đường là sao, bỏ nước Mỹ quay lại nó xấu đất nước Việt Nam, mà trong khi đất nước Việt Nam nuôi con người nó lớn thành người, thành người đủ trí thức, đứng trong nước, ở trong nước thì ngồi văn phòng làm bà này bà nọ bà kia đó. Rồi nghe cái bọn phản động lưu vong ở nước ngoài tổ chức khủng bố ngoài, với đầu nó xấu đất nước Việt Nam, phơi phán đất nước Việt Nam, đi qua Mỹ tưởng làm gì, tưởng đâu làm ông này bà kia to lắm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chứ con gì, con Nguyễn Thị Nga, rồi con gì, con Bùi, con già Bùi Kim Thạnh đâu đó, rồi thằng Văn Sơn, rồi thằng gì bọn nó đó, đó. Thằng thằng gì nữa ta, thằng gì cũng đồng bọn nó với con Emily đó, nó tưởng đâu là chức này chức đi qua Mỹ làm chức này chức nọ to lắm nha. Vô cuộc làm con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh qua nước Mỹ làm chức to lắm anh chị, to cực kỳ là to luôn, tưởng sao đi bợ từ cái giò của người ta, đi bợ từ cái giò người ta mới có ăn đó, cái chức to chà bá như vậy đó. Rồi làm một mình là sao nuôi đủ, nuôi mẹ hai con, một mẹ hai con, rồi nói nữa là bốn người, tưởng làm gì nữa, làm chức to chà bá luôn. Con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh anh chị biết, nó qua nước Mỹ nó làm chức to hơn ở đất nước Việt Nam, biết anh chị biết làm chức to gì không, anh chị biết làm chức gì không, cái chức á là cái con nhỏ đi xuống nó dưới biết á, đi rửa từ cái chén cho người ta rửa thôi, rửa chén thôi nó, tưởng làm sao. So sánh đi, ở trong nước á thì ngồi văn phòng làm được cái chức này, ngồi văn phòng ha, làm lương được 8-9 triệu, 10 triệu, đâu muốn ngồi máy lạnh, đâu muốn đi nói xấu đất nước à. Nghe cái bọn phản động lưu vong tổ chức khủng bố nước ngoài thì sao, nói là đất nước Việt Nam rồi hả, xuyên tạc lãnh đạo, xuyên tạc đảng nhà nước, xuyên tạc tạc đủ cách đủ kiểu, chờ mà nhà mà đảng nhà nước báo chí Việt Nam chính thống đưa ra nha, bắt đầu nha, lấy tờ báo đó đầu cắt xén nha, cắt trên cắt dưới cắt giữa ra để làm chi, bắt đầu xuyên tạc nha, xuyên tạc nha, xuyên tạc là trời ơi đảng nhà nước cái gì, hay nói là câu là đảng cộng sản bán nước hại dân, mà cái câu nói đó cái bọn phản động nó ngu đến nỗi như vậy nè cô bác anh chị, nó nói câu á là đảng nhà nước bán nước hại dân, anh chị có cái loại nào mà phản động nó ngu không? Đất nước Việt Nam bán thì là đất nước Việt Nam đâu còn là mang là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Đất nước Việt Nam bán là phải nhập vào quốc gia Việt Nam, vô sáp nhập quốc gia Việt Nam với Trung Quốc rồi, phải là quốc tịch của Trung Quốc rồi đúng không? Rồi á, nói là đảng nhà nước hại dân thì tất cả những nhà đầu tư nước ngoài biết cái để đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta mà hại dân vậy, có cái thằng nào mà có cái thằng nào mà dám bước vô cái đất nước mà hại dân của người Việt không để đầu tư không anh chị? Bọn phản động nó ngu là nó ngu cái chỗ đó đó anh chị, nó mở miệng ra không bao giờ nó khôn. Rồi cái con nhỏ mà trong tổ chức Đào Minh Quân, con Kim là con già mà nhưng cắt lên đó anh chị thấy không, nó nói là sao, nó nói là thường thường bọn phản động thường thường nói gì nè anh chị, nói là đảng nhà nước Việt Nam đàn áp người dân, không có cho người dân tự do. Câu nói đó câu nói trước của bọn phản động nha, câu nói là câu nói của bọn phản động nói đó nha anh chị. Rồi câu trước là nói câu đó, câu sau nói sao anh chị, đất nước Việt Nam bây giờ hả là internet hay là từ thành phố đến lẫn nông thôn, thành thị đến nông thôn à. Rồi nó nói thêm gì nè,
người dân quê bây giờ có xài mắt hon rồi thì hãy vô các trang mà nào đó mình coi đi để mình biết để mà ủng hộ thằng Đào Minh Quân. Anh chị, câu trước nó nói là đảng nhà nước ta là không cho dân xài, không dân dân Việt Nam ta không tự do. Không tự do làm sao mà xài internet từ thành phố lẫn tới đến nông thôn anh chị. Đúng không? Giả sử đảng nhà nước ta mà không có cho người dân tự do thì không cho bao giờ kéo internet miễn phí về tới nông thôn đâu anh chị. Những người ở nông thôn bây giờ là dùng mạng internet là miễn phí. Câu á, lỡ đăng ký câu mạng internet là miễn phí. Tới nông thôn luôn, tới vùng sâu vùng xa là câu bất cứ ai mà đi đăng ký internet đó, mạng Viettel ha, SCTV đều câu miễn phí hết. Chỉ mỗi một tháng mình đóng là cái gói cước là 100 mấy chục ngàn hoặc 200 ngàn, quan trọng là cái tốc độ nó mạnh đó. Như vậy là đảng nhà nước ta có là còn có cho dân tự do không? Có cho tự do mới câu internet miễn phí cho người dân để chi? Để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Khi anh chị đã có mạng internet thì anh chị đã xài Facebook là thế giới rồi, mạng thế mà không gian mạng của thế giới toàn cầu rồi. Rồi chưa kể nữa, anh chị có mạng internet là anh chị lên trên YouTube, thì lên YouTube là tất cả nước nó đưa lên trên YouTube ở trên đó. Thì đảng nhà nước có cho dân tự do không? Sao không cho quá đi ha? À, cho nên cái bọn phản động nó xuyên tạc câu trước á là đảng nhà nước không cho người dân trong nước tự do, áp bức người dân. Nhưng mà câu sau là anh chị thấy không, câu sau là đảng nhà nước cho xài internet rồi xài smartphone, sử dụng tất cả mạng truyền thông ở trên không gian mạng. Anh chị thấy đất nước Trung Quốc không? Nước Trung Quốc nó to, nó lớn vậy đó mà người dân nó không xài được Facebook. Đâu có xài Facebook đâu, đâu có xài được mạng như Việt Nam chúng ta đâu. Cho nên cái bọn phản động này nè anh chị, nó biết là xuyên tạc 45 năm qua, cho nên người dân mình sao? Thiếu hiểu biết, một số người dân thiếu hiểu biết nghe theo. Đó, tưởng nghe theo đi qua Mỹ làm gì như con nấm. Ngày xưa con nấm học ở đất nước Việt Nam, học rồi sao? Học 12 đại học ra trường, học bằng tiếng Anh này, bằng tiếng Anh nọ, bằng thạc sĩ kia. Rồi lơ ở đầu sau đi làm văn phòng được la lương 8, 9 triệu, 10 triệu. Đâu muốn, không muốn. Đi qua Mỹ làm chức to chà bá luôn, làm hơn cái chức hơn Việt Nam đó anh chị. Đi làm cái con nhỏ đi làm việc ô xin ngửa chén của tận cùng của đáy xã hội của nước người ta. Chào anh chị nha, Như Lai giờ này. Rồi anh chị thấy không? Rồi nước Mỹ, anh chị có đợi anh chị thấy đất nước Việt Nam mình không? Cứu người dân nhiễm Covid-19. Anh chị thấy đất nước Việt Nam mình nhiễm Covid-19 đó là đảng nhà nước Bộ Y tế ta cố gắng để mà cứu chữa cho người dân Việt Nam không? Còn nước Mỹ, nước Mỹ giờ chết bao nhiêu mấy trăm ngàn người anh chị biết rồi đó. Nước Mỹ giờ chết bao nhiêu trăm ngàn người. Có anh chị nghĩ đi, đất nước Việt Nam mình, giả sử đi một ông chủ tịch thành phố nào ở trong đất nước Việt Nam mà lên trên trước cái những ống kính của mà báo chí và những cái đài truyền hình, đài truyền thông của đất nước đó, mà nói một câu giống cái ông thượng nghị sĩ gì ở bên bang Texas anh chị, mà nói là cho người già nước Mỹ chết nhiễm Covid chết đi để anh chị cứu nguyên nền kinh tế Việt Nam ở trong nước, mà ông chủ tịch thành phố nào mà nói kiểu đó nha, người dân loạn đó. Còn ở nước Mỹ là sao, cái ông mà gì ở bên bang Texas á, ông nói câu nói đó mà cái bọn ba que không dám ho, nhục nhã không? Ta nói là gọi là khôn nhà dạy chợ đó anh chị. Đó. Rồi thêm kế tiếp, như hôm nay nhiều cái tổng quát luôn anh chị. Rồi xong kế tiếp, cái bọn phản động lưu vong này á anh chị à, nó y, ta nói đã khi mà làm phản động rồi á, phản bội quê hương, phản bội tổ quốc á,
phản bội tổ tiên ông cha là cái loại đó anh chị, là cái loại đó hết xài rồi. Anh chị biết cái loại mà phản động anh chị, nó khốn nạn kiểu này nè. Như con Ly Sa Phạm anh chị thấy không, nó kêu ba sạch, nó kêu đốt sạch, giết sạch, phá sạch đi. Nhưng mà cái bọn nó đó anh chị biết nó nói gì mà nó có suy nghĩ không? Khi mà nó đốt một cái, nó ghét đảng nhà nước ta, nó đốt một cây xăng đó, thì anh chị biết xung quanh bao nhiêu cái nhà dân ở đó, có phải nó hại dân không? Có phải nó hại nhân dân chúng ta không? Rồi nó kêu giết sạch thì cũng như cái bọn mà Mỹ ngày xưa, bọn mà bây giờ đó, là khi Mỹ với Việt Nam mình nó ngoại giao kinh tế rồi, thì mình cũng không nhắc lại quá khứ lịch sử. Nhưng mà cái con Ly Sa Phạm này nó làm gì thì mình phải nhắc lại cái lịch sử. Là anh chị nó khi mà nó thảm sát cái vụ mà con Lai ở năm 1968 ở Quảng Trị không anh chị? Đó. Thì cái con Ly Sa Phạm là cái bọn con này, lưu vong này thì nó y chang cái bọn mà thảm sát cái Mỹ mà Mỹ Lai ngày xưa. Đó anh chị, thêm một cái vụ đó. Giết sạch, phá sạch, nó phá một cái chỗ đó rồi anh chị phải liên can tới người dân chúng ta. Cho nên bọn phản động á, các một số người ngu có nghe theo nó. Một số người ngu có nghe theo nó chứ không phải là mà người khôn không ai nghe đâu. Khi mà nghe nó thì mình phải nghe những cái từ nó từ đoạn mình phải biết phân tích ra. Đó. Mình biết phân tích ra giờ cái bọn phản động này ai đắc nước. Nó chơi đất nước Việt Nam nghèo. Đúng chưa anh chị? Nó chơi đất nước Việt Nam nghèo mà đất nước Việt Nam nuôi con người nó lớn. Rồi chẳng những cho nó cả trí thức và trí tuệ nữa. Vậy đất nước Việt Nam có nghèo không? Trước khi mà Tống Khứ nó bỏ nó vào sọc gác, bỏ đi cho bỏ vào sọc gác á, mà cái bọn mà giặc ngoại bang nó lụm cái sọc gác nó đây về nó tái chế sử dụng là con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đó anh chị. Anh chị nghĩ đi. Đảng nhà nước Việt Nam chúng ta, nhân dân Việt Nam chúng ta nuôi một con người có tài và có trí thức, nuôi lớn lên có trí thức có trí tuệ rồi xong nó quay lại nó bán tổ tiên nó để anh chị đi bưng đít cái người mà không cùng một màu máu và cùng dân tộc với nó, cùng không cùng tổ tiên với nó mà nó quay lại nó chơi đất nước Việt Nam nghèo. Hỏi anh chị, đất nước Việt Nam sao nghèo sao mà nuôi nó lớn, rồi làm sao mà nuôi nó được lên được có trí tuệ khi nó để nó ra nước ngoài đó. Mong sao tất cả một số anh chị còn lại thấy bọn phản động mà nó nói như kiểu đó đó thì anh chị ngồi anh chị phân tích ra dùm cho Nhiên đi, phân tích dùm cho Nhiên cái đi. Rồi đất nước mình nghèo, đất nước mình khổ, bây giờ anh chị bây giờ so lại đi. À, anh chị so lại đi, sau 1975 đến 1995 anh chị so cái thời điểm cái khúc đó cái đoạn đó cho tôi. Sau chiến tranh 1975 đánh đuổi được giặc Mỹ đi rồi á, thì 1975 tới 1995 là bình thường quá, là Mỹ nó xóa cấm vận của xóa cấm vận cho đất nước Việt Nam mình thì bình thường quá. Thì anh chị nghĩ từ năm 1975 đến 1995 thì nhiêu anh chị? 20 năm hả? 20 năm. Anh chị đi nghĩ 20 năm đó, lúc đó là đất nước Việt Nam người ta là sao? Khổ không? Nghèo không? Rồi anh chị, nó cái bọn phản động nó còn nói gì nè? Đất nước Việt Nam chúng ta, đất nước Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam gì hiện bây giờ là bán tài nguyên môi trường, giờ đã dân trong nước nghèo khổ lắm. Bây giờ nhưng hỏi cô bác anh chị ngồi so lại nghèo khổ bằng trước năm 1975 đến 1945 đó anh chị, so cái thời đó. Cái thời đó đó là người dân làm sao? Đi xa bằng cái gì? Rồi chúng ta khi mà xài trong nhà thời đó xài bằng cái gì? Chúng ta phải suy nghĩ so sánh lại. Rồi chúng ta quần áo chúng ta lúc đó đó có ăn ngon không? Có mặc được đẹp không? Quần áo chúng ta mặc đầy đủ như bây giờ không? Rồi anh chị so lại đi ngày lúc đó. Cái lúc mà 1945 đến 1975 đó anh chị so đi. Lúc đó toàn là nhà gì? Nhà toàn là lợp lá dừa không à. Bây giờ sao các anh chị đi kiếm hết đi.
Cả một tỉnh đi kiếm một cái nhà mà lợp lá dừa cũng hơi bị khó nha, hơi bị khó đấy. Nghèo nhất là lợp ton.